Rồi hai đứa ăn gì kêu thoải mái đi. Hôm nay anh trả tiền. Trời phải tao ăn anh chạy. Kệ đi, lâu lâu có bữa ăn cho đã. Như vậy, lấy cho con mỗi cái sau đi. Wow. Rồi hai đứa ăn đi. Đi. À, ê, anh đi đau bụng quá. Không cho mà chạy về nhà giải quyết cái ơi. Tí ngồi đây, tí anh chở xe về giải quyết cái rồi anh ra nha. Ờ đi lẹ đi, kệ nó phọt cái bây giờ. Hết ăn thêm gì nữa không con? Dạ thôi con no rồi. Con đợi gì á con? Dạ con đợi đuổi hả?